Lời thề ở đền Hùng. Kịch thơ của tác giả Đường Sơn. Đa kiêu bất tài giáng sơn cầm, gió tự thứ hùng khí tu linh. Kiêu hành chẳng vì sông núi đẹp, anh hùng liệt nữ quá hy sinh. Kính thưa quý vị cùng các bạn, vừa rồi là những câu thơ mở đầu của vở thi kịch Lời thề ở đền Hùng do kịch tác gia Đường Sơn biên soạn. Vở kịch thơ ca ngợi tấm lòng yêu nước vô bờ bến cùng mối tình chung thủy đẹp tươi như đóa hoa nở thắm trên con đường chiến đấu giành độc lập cho nước nhà của nhà chí sĩ Nguyễn Thái Học và người bạn đường là nữ chiến sĩ Nguyễn Thị Giang, tức là cô Giang. Vở kịch thơ được trình bày với các nghệ sĩ Hồng Vân, Mai Hiên, Tánh Thuần và Đoàn Yên Linh. Sau đây xin hân hạnh giới thiệu phần 1, màn đầu gồm có các nhân vật bà chủ quán và cô Giang. Mở màn là cảnh trên đường đồi lên đền Hùng, ngôi quán xá cho bộ hành dừng chân ở lưng đồi. Cô gái tức Nguyễn Thị Giang mặc áo tứ thân, vấn khăn tiến vào, nhìn quanh quất có vẻ lo lắng. Lúc ấy trời đã tảng sáng. Đường lên đền Hùng người đi đông đảo quá, họ lên đây chảy hội để mua vui. Hãy đi tìm dòng lịch sử xa xôi, 18 đời vua Hùng vương rừng nước. Ôi sao thấy bỗng dưng ngậm ngùi chua chát trong lòng tôi, tan tác phận dân hời. Này bà chủ quán ơi, đã có nước chè tươi và quà bánh gì không cho buổi sáng hả bà? Còn sớm chán, mợ làm sao vội thế? Nước chè tươi vừa ủ sẽ đem ra. Lên lễ tổ thân một mình sao mợ? Này đề phòng ăn cắp đông như rươi. Cứ những ngày chảy hội dưới chân đồi, chen chúc người đi đông như đàn kiến, thì mật thám Tây Lai lẫn cả mẹ mìn móc túi rạch hầu bao đều đến đây tụ tập. Ô hay, lại có cả mật thám trong ngày hội nữa kìa hả cụ? Chúng đến để làm gì? Sáng trưa hay chiều tối? Chó săn đấy, cứ sục hơi tìm tới, giáo giác nhìn quanh lại cúp đuôi đi. Có những thằng mũi tẹt răng ngô, thế mà cũng tiếng tây nhí nhố. Cả lỗ mới vào đây, nốc cạn vò nước chè tươi mới cút đi vừa độ dập miếng trầu. À, ra thì bà đây cũng ghét Tây quá thể.
Nếu Việt Nam ai cũng được như bà, lo gì không đuổi được lũ Tây về với tổ mộ gốc Vô Loa chúng nó. Nói thật đấy, đánh đuổi tàu mới khó, còn thằng Tây mũi lõ để lòi đuôi, một đổi mười thì nó đỡ đằng rời. Ôi giời, được như thế thì có gì phải nói. Nuôi chó săn bơ sữa, nó cho mồi, cắn người mình là vện với vàng thôi. Nào, chỉ có giống bẹt rê chúng nó. Trước đền Hùng đau đất ruột mợ ơi, thân đàn bà lại tuổi già sức yếu, những canh khuya nghiến răng hờn chẹo chẹo vẹo quay hàm khổ não. Ôi giời ơi, thôi thôi, ôi cháu xin bà, lại tưởng bà nhai kẹo bột hay kẹo vừng chứ. Đây xin mời bà miếng dầu không tươi đáo để mới têm sáng hôm nay vôi còn ướt, nhai thêm câu rồi vui vẻ lên bà. Bát nước chè tươi còn chưa rót mời rơi, tôi chả dám nhận chầu cau tươi của mợ. Ô hay, đừng khách sáo, có gì đâu mà bà phải ngại, cứ tự nhiên tôi đãi đấy. Thôi thì xin cám ơn, mợ này nhìn tuổi sấp xỉ 20 mà lặn lội đến đền Hùng chơi chọi, mợ đời chờ ai, cảm phiền xin hỏi. Dạ tôi có chờ ai, tôi có đời ai, chờ sông chờ núi đã nước non chưa một trời tâm sự, chả muốn chờ ai, chả tiếc đời. Đẹp thế này mà nói chẳng chờ ai, chẳng tiếc đời này chớ phải lòng dai. Đời này đấy, thiếu gì quân phải gió. Dạ thưa, thật ra thì tôi đợi một người, có lẽ sáng nay người sẽ đến nơi. Chẳng rõ bà có thấy người ghé quán không? Vầng trán cao và mắt như sao sáng, mặt chữ điền vuông, hai trái tai dài, râu quai nón, nụ cười tươi chất phác, ria cánh nhàn, môi dày, răng khểnh vát, khoảng 26 hoặc 25, xít sao đôi chút. Cứ nghe tả thì ông này tướng tốt, phúc hậu hiền lành, sung sướng sống lâu, lại oai phong. Chà, mợ có mối tình đầu nên tìm gặp ở đền Hùng hẹn biển. Cũng kể như đây là mối tình đầu, thưa cụ. Cũng kể như đây là mối tình đầu, dẫu đổi màng cũng không hề hối tiếc. Vàng đã thử lửa chưa mà quả quyết, tôi lại ngỡ mợ đã nên ra thất, nay thì ra vẫn là gái chưa chồng. Cậu ấy nghề gì cô có biết không? Dạ, anh ấy học trường Cao đẳng Đông Dương, ngành sư phạm. À, thế ra là cậu giáo, có tương lai, có miếng cơm manh áo,
không ngu hèn rau cháo bọn dân quê. Như cơ mà anh ấy đã bỏ đi, không chịu nổi cái nghề đi dạy học. Rõ dại chưa? Đang con đường sung sướng, cứ nghe Tây thì đốc học mấy hồi. Thời bây giờ cai đốc hách như rời, nào đốc chó, đốc tờ và đốc lý, hạng bét cũng là tham, tham tá. Anh nào phải là loài túi cơm, áo giá, anh hiên ngang, không cúi trước bạo quyền của... Ở thời này mà như thế rõ điên. Cứ lắm bạc nhiều tiền thành số một. Chắc là con bà chạy theo tiền phát sốt, để phận bà già bán nước một thân trơ. Con mắt già này chưa chắc đuôi mù. Bán nước, à quên, coi quán để coi luôn kẻ thù di chuyển. Quản ngại chi cả những ngày dông biến, dặn con trai theo cách mạng không sờn. Mà nó vẫn lần thân chưa nhập cuộc, thật buồn. Thôi bà, ồ, ra là vậy hay sao? Tôi thật là lỡ miệng, nay rõ chuyện, bà thật là sáng tỏ. Nó làm cai ở binh đoàn Khố Đỏ, đóng ở đồn cao Yên Bái đã 2 năm. Vẫn khấn thầm cho nó đổi lương tâm theo cách mạng dương cao cờ độc lập. Ồ, có thật như vậy sao? Ồ, thật là phúc đức, thân nam nhi không chịu nhục, tối đòi đã được cháo cầm súng nạt đồng bào, mau quay mũi chĩa vào quân bảo hộ. Ngày phải đến, đó là ngày lật đổ ách gông cùm trên cổ của dân nam. Định một ngày ta nhất loạt vùng lên, ngày phải đến, hoa tự do phải nở. Hoa tự do? Ồ, hoa tự do, tiếng này nghe hơi lạ, lại như quen. Ai đã nói câu này? Hoa tự do đầu đuôi như thế này. Tự do là đi lại đó đây, chẳng xin phép, chẳng thằng Tây nào cấm. Cờ độc lập lấy máu đào mà tầm, hoa tự do tưới đậm máu anh hùng. Không hy sinh, không trả giá, sao thành công? À, ra thế, hoa tự do tưới đầm máu anh hùng. Bà chủ quán thôi, thôi hãy đừng giấu nữa, có thường đi tiếp lửa cứu non sông. Thắp trong đêm ngọn nến cháy bập bùng, mà khấn nguyện trong lòng dâng mạng sông. Bà có phải thuộc thành phần cách mạng vì dân sinh, vì độc lập, vì dân quyền? Già chỉ mong sao được độc lập liền, còn mơ ước nhân quyền nhường tuổi trẻ. Ồ, nhưng đã hẹn ước từ võng la tụ lại, chuyến về đây hội họp ở đền Hùng. Chiều hôm qua, như nếu đã khởi hành, thì đúng lý lúc bình minh gặp gỡ. Thôi, đừng vội nóng lòng cô ấy à. Để tôi vào xem thử nước chè tươi đã ngấm đậm, mời cô sơi một bát. Giấy tơ hồng chen với lá ô rô, hẳn chúng có duyên mơ từ kiếp trước. Là những kẻ dấn thân đền nợ nước, tình thương yêu quyến thuộc phải xem thường.
mà lòng yêu thầm ngày một vẫn vương. Thật lo lắng anh trên đường trở ngại. Bác sứ nhu kề vai lo mật đảng, tìm nhân tài vượt hẳn bọn thường nhân. Bác bảo rằng anh học mắt có thần, cười ngạo nghễ coi trời không một tép. Hàm vuông ngạnh buông những lời đánh thép, đuổi Tây đi lập thể chế Cộng Hòa. Bác hợp chung tổ chức lại một nhà, lại đặc biệt giới thiệu ta cho anh học. Mùa hè trước đã ở đây cùng gặp, và mấy lần thử sức đọ tài ba. Mình lần nào công tác cũng trơn tru, người dặn nhớ tháng này ta gặp lại ở đền Hùng để trao công tác mới đây. Đã ăn bã miếng trầu tên vỏ lối, sợ rằng say phản ứng kém tinh tường. Hình như lòng đã nở một tình thương, yêu đất nước, yêu người, yêu đất nước. Ồ, mình phải giấu tận đáy lòng sâu kín, sợ người cho nhi nữ lụy anh hùng. Nhưng mà ta là một Nguyễn Thị Giang, cũng ôm mộng quê hương ngày quang phục. Ta cũng một tấm lòng như anh học, không khi nào làm nhụt bước nam nhi. Hai ông sư Tây này đến làm chi? Đền Hùng chứ phải đâu chùa Long Giang, còn cười nói vang vang như vỡ lệch. Thật buồn cười, sư sải cũng chơi đền. Mình ở đây thân phận gái chính chuyên, ngại sư bác đình tiền xui gặp gái. Lúc ấy sân khấu đèn mờ đi thay cho màn hạ. Khi ánh sáng trở lại thì một ông sư tiến vào quán. Bắt đầu màn 2,